Rồi, okay, xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang là cái con Samsung S22 cộng. Tuy nhiên ấy, thì em đã dán ra nó rồi, cho nên các bác nhìn thế này các bác cũng khó đoán được nó là con gì. Thì các bác cũng thấy rồi đấy, dán ra nhìn ở đằng sau này cũng khá là đẹp. Đấy, và cái đơn vị mà em mua cái miếng dán này là nét đẹp tinh tế. Thì cái clip này không phải là PR cho cái shop đấy hay là dìm hàng shop đấy, mà là em muốn cho các bác biết được là khi mà dán ra ấy, thì các bác sẽ phải có những cái ưu nhược điểm như thế nào, nó rất là cụ thể. Và các bác nào mà đang có ý định dán da thì em nghĩ là nên xem hết cái clip này. Đấy, thì trước tiên ý, về cái ưu điểm của nó thì các bác cũng biết rồi đấy, nhìn nó khá là đẹp. Đây, khá đẹp, và các bác có thể là viết chữ rồi tạo cái phong cách cá nhân cho các bác. Ok, thì chuyện này rất là dễ. Đấy, và khi mà dán da như này thì các bác cầm nắm nó cũng rất là tốt, nó không bị trơn trượt. Đấy, và đặc biệt ý, là ở trên cái dòng S22 series lần này ấy, thì là nó có cái lỗi mà gọi là lỗi tróc sơn ở cái khung viền nhé. Bác nào mà vẫn đang còn nghi ngờ là liệu nó có hay không thì chắc chắn một điều nó là sẽ có cái lỗi bị tróc sơn nhé. Đấy, thì khi mà em dán da như này thì nó sẽ không bị tróc sơn nữa. Đấy, và vì nó kín hết mà, nó không thể để bụi lọt vào trong này được, nên nó sẽ không bị tróc sơn đâu. Đấy, thì đấy là những cái ưu điểm mà dán da mang lại. Thì đương nhiên là sẽ có những nhược điểm. Thì đầu tiên ý, là cái nhược điểm là nó chống va đập nhẹ thôi nhé, nó không thể nào mà ngon như kiểu là ốp dày dày thì không ngon được, thì đây chỉ chống va đập nhẹ thôi. Đấy, và thứ hai là sau một thời gian dùng ý, nó sẽ bị kiểu như là nếu như các bác bỏ cái quần nó sẽ bị trượt đấy, nó sẽ bị trượt cái miếng da này xuống này. Đấy, ví dụ như này đấy, có thấy không, chỗ này này đấy, đấy có thấy không. Đấy, nó sẽ bị xê dịch. Đấy, chỗ góc này sẽ hai đút túi quần sẽ bị xê dịch này. Và đây các bác có thể nhìn thấy này, cái lỗ cắm sạc đây. Bình thường thì lúc đầu em dán này nó rất là ngay ngắn, nhưng mà sau một thời gian nó cũng bị trượt xuống rồi. Đấy, nó bị trượt xuống rồi nha các bác, nó không còn đúng ngay ngắn lỗ nữa, kể cả lỗ loa ngoài cũng thế. Lỗ nói chung là tất cả các lỗ mà khi mà ban đầu em dán chính xác rồi, nhưng mà đến cái giai đoạn dùng mấy ngày là tự động nó sẽ bị trượt xuống, nó bị co lại đấy. Cho nên đây là một cái cũng khá là không hay. Và thứ nhất, thứ hai nữa là nó như này, thì khi mà dán như vậy, nếu như lúc đầu ấy nó sẽ ở cái phần viền này này, ở cái phần viền đen đen ở chỗ cạnh cái da này nha các bác. Đấy, khi mà lúc đầu mới dán ấy, nó sẽ có những cái keo ở chỗ này này, keo chỗ này, cái keo chỗ đấy nha các bác. Đấy, keo ở chỗ đấy. Thì khi mà nó có keo như vậy thì cái những cái vết mà bị bụi ấy, bụi hoặc những cái sợi lông ấy, nó sẽ bị dính vào đây. Đấy, lúc đầu mà em dán 1 2 ngày đầu là nó sẽ bị dính lông ở đây. Đấy, dính rất nhiều nha, tại vì xung quanh cái viền này nó đều xung quanh cái việc cái gọi là cái không phải gọi là cái vết cắt 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 của cái da này này, nó sẽ bị như vậy, nó sẽ bị còn vương cái keo đấy, cho nên nó sẽ dính bụi, trông rất là mất thẩm mỹ luôn các bạn. Thì để mà khắc phục cái đấy thì em đã phải check cái keo nhé, check cái keo đây này. Check hẳn keo 502 nhé, check hẳn cái keo 502 vào cái phần vết cắt này này. Đấy, vết cắt dọc theo cái thân máy này này. Đấy, để mục đích nó sẽ khắc được hai lỗi. Thứ nhất là nó sẽ không còn cái vết keo thừa nữa, nó sẽ không bị bám bụi và bám sợi nữa. Và thứ hai nữa là nó cũng sẽ không còn bị cái tình trạng mà nó bị trượt xuống như này nữa nhé, không còn bị trượt xuống này nữa. Ở đây như chỗ này em dán, nó sẽ không còn bị trượt chỗ này nữa nhé, không bị trượt như này nữa đâu. Đấy, đây như chỗ này em dán nó còn chắc này, thì nó sẽ đầu tiên nó sẽ không bị trượt nữa. Đấy, và thứ ba nữa ấy, là những cái chỗ mà tiếp xúc này, những chỗ giao nhau này. Đấy, lúc đầu thì các bác có thể là dán nó khít được như này. Lúc đầu em ý em nói là lúc mới đầu ấy, các bác có thể là dán được như thế này, nó khít vào nhau như này thì trông nó rất là mạch, nó ok. Nhưng mà sau một thời gian nó sẽ bị kéo ra, nó sẽ bị kéo giãn ra và nó sẽ không còn khít nữa, và nó cũng lọt bụi lọt bẩn này, trông rất là kinh đấy. Và cả những chỗ như này nữa này, chỗ như này này đấy, nó cũng sẽ bị lọt bụi vào nếu như. Và cách khắc phục thì là em cũng đã chét cái keo vào đây, chét keo làm hai chét ở những cái khe này. Đấy, các bác dùng cái đầu tăm ấy, đầu tăm vót nhọn đi, vót mỏng đi, và các bác chấm keo, các bác chét vào qua đây là nó sẽ được như này, thì trông nó sẽ rất là thẩm mỹ. Đây các bác thấy đấy.
đấy chỗ này cái hơi chết hơi lỗi đấy, chết hơi lỗi đấy. Và cái lỗi thứ tư nữa là các bác có thể thấy đấy là cái độ dày của cái miếng da này nó vừa bằng cái độ dày của cái phím bấm nhô lên đấy, dẫn đến là trong quá trình thao tác ấy, là em hay bị bấm 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 lộn này, bấm nhầm vào hai phím, mấy cái phím bấm này, vì không xác định được nó nằm ở chỗ nào, các bác không xác định được nó nằm ở chỗ nào đâu đấy, cho nên nó hay bị bấm nhầm. Kể cả em dùng khá là lâu rồi, cũng đến tầm phải hơn tháng rồi gì nữa, nhưng mà vẫn chưa quen các bạn đấy. Và ở cái phần cụm camera này này đấy, các bác thấy là nó không được liền mạch đây, nó không thể dán được hết đây, các bác thấy là nó bị lừa ra như này, lừa ra như này đấy. Và ngay cả trong phần khung camera nhé, trong phần khung camera này này đấy, nó đã bị dày lên một lớp, dẫn đến là khi mà bụi nó lọt vào đây này, bụi nó lọt vào đây, các bác mà dùng khăn lau đi ấy, thì nó rất là khó nhé, nó sẽ bị vướng vào cái thành này, vướng vào thành này luôn đấy. Và nếu mà có sợi lông cái thứ ấy, thì nó cũng sẽ dính vào cái thành này đấy, trông rất là mất thẩm mỹ. Và cái thành xung quanh này này em cũng đã check keo 502 rồi nhé, là chết luôn đấy. Đấy thì đấy là mấy cái lỗi và một cái lỗi mà các bác rất là sợ, đó là khi mà dán cái da như này thì các bác rất là sợ là sau khi mà các bác chán cái miếng da này rồi ấy, các bác muốn lột ra ấy, thì các bác sợ là nó sẽ để lại keo đấy. Đấy em thấy là nhiều bác lo lắng cái đấy, thì hôm nay em sẽ lột nó hẳn nó ra xem là liệu nó có bị dính keo như thế không, và liệu là cái việc mà em chắt cái keo 502 vào những cái thành cạnh này này thì nó có dễ dàng lấy ra không đấy, có bị làm sao không đấy. Thì đây sẽ lột ra luôn đây các bác, lột là luôn. Thì thực ra là nếu các bác mà cẩn thận ý, lột từ từ thì những cái này sau này các bác sẽ vẫn có thể dùng lại được các bạn, nhưng mà thôi em thì em cũng chán rồi, thực sự là dùng cũng thúc thích khá thích các bạn, nói chung là cầm nó khá là đầm tay ấy, cầm nó khá là đầm tay và nó không bị trơn trượt đấy, quan trọng là cái đấy, và khắc phục được cái lỗi là không bị chốc sơn đấy. Tức là em tháo hẳn hoi thì nó vẫn còn ngon đấy các bác đấy, còn khá là ngon. Đương nhiên là nó sẽ có thể là vẫn dính lại một chút keo, mà không sao, nó vệ sinh cũng dễ thôi. Các bác cứ bình tĩnh, em sẽ lột hết ra xem thế nào. Đấy, nói chung là khi dán này cũng dễ thôi các bác, nó không 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 quá khó dán đâu, như một cái clip trước đây em đã từng dán ở đấy, nó cũng dễ thôi. Nhưng mà à đấy, quên không nói một cái nhược điểm lớn nhất của nó nữa, đó là khi mà dán như này các bác cũng không biết nó là cái điện thoại gì hơi buồn. Em dùng con này sau khi em dán như này rồi thì là mọi người toàn hỏi em đang dùng điện thoại gì đấy. Rồi đây này các bác thấy không, nó sẽ để lại cái keo này đấy, nhưng mà thôi không sao, cái này thì bình thường mà các bác, có cái gì đâu mà sợ. Đấy có chung chỉ có một số chỗ thì nó mới bị để lại keo thôi, còn những chỗ này thì có thấy đâu đấy, nó là bình thường mà. Đó. Đấy nó ra bình thường mà đấy, nó không không hề dính lại keo nha các bác, không hề dính lại keo thôi. Có một chỗ này thì chắc là do cái chỗ keo này nó bị sao thôi, nhưng mà dính cầm cái này dính lại này có sao đâu, nó lại lột ra hết mà đấy, ok luôn, ok luôn đấy. Nói chung là vệ sinh cũng dễ, không sao đấy, ra rồi nha các bác. Và em sẽ lột luôn cái miếng camera luôn, tại vì nhìn nó không được đồng bộ, lột luôn các bạn. Cái chỗ camera thì nó dính keo này, tại vì cái phần camera này người ta không làm kiểu trơn bóng ấy, mà người ta làm hơi nhom nhám thì nó sẽ bị dính keo hơn chút đấy, nhưng mà chẳng sao vẫn lột ra được đấy. Đấy giờ mới biết là con điện thoại Samsung chứ
Đấy, thì đây các bác, cái này thì dễ thôi. Các bác có thể dùng cái cồn hoặc là cái RB7 được. Thực sự là em hay vẫn hay dùng RB7. Đây sẽ thử lấy RB7 vệ sinh xem nó có hết không nhé. Tại vì nó cũng chỉ có một số chỗ thôi. Đây em ở chỗ cái chỗ chỗ đây này, nó bị chỗ cái phần mà nhám nhám này thôi. Đấy, em sẽ lấy cồn để thử lau xem thế nào. À quên, lấy RB7 chứ. Đây nha các bác, em dùng hẳn RB7. Em xịt vào khăn trước. Đấy, em xịt vào khăn trước. Xong rồi em lau nhẹ đi. Đấy, đi luôn các bạn. RB7 là đi luôn. Đấy thì do cái clip nó cũng dài rồi thì em không không muốn phải quay nữa, nhưng mà các bác hoàn toàn có thể dùng cồn cái thứ bảy vệ sinh đi hết các bạn, không sợ đâu. Cái này thì các bác chịu khó làm tỉ mỉ chút, đừng đừng để cồn hay là cái gì nó lọt vào những cái khe ấy, khe thì nó có thể nó chui vào bên trong máy. Thế là có thể thôi, chứ máy nào các bác đang còn chống nước được thì chả ra đâu. Đấy, ok các bác, thì nói chung là dùng cồn RB7 được nha các bác, không sao. Đấy, chỗ này thì em chưa làm sạch máy thôi. Đấy, ok. Đấy nha, các bác nói chung là rắn da ấy, thì em nghĩ là phù hợp với những cái dân mà không phải lao động chân tay nhiều thì ok. Chứ còn phải lao động chân tay nhiều hay phải đút túi quần thì nó kiểu như là nó bị cộm ấy, bị đè ép ấy thì hoàn toàn da là không được nhé. Và em nghĩ là cũng không mấy ai rắn da mà dám chơi cái keo 502 này vào cái da như em vừa rồi đâu. Em nghĩ là không ai đâu, chỉ có chắc chỉ có em chơi thôi. Đấy, cho nên là rắn da nếu như mà các bác không chơi thêm cái keo 502 này thì nó rất là xấu, chỉ các bác chỉ đẹp được cái lúc mà các bác 1 2 ngày đầu thôi, chứ còn đến ngày thứ ba nó bắt đầu là nó giãn ra, nó bắt đầu là nó ngoác ra trông rất là tởm. Đấy nha, thì đương nhiên là khi mà nó ngoác ra rồi ấy, thì các bác cũng lấy tay các bác đè lại cũng được, nhưng mà nó sẽ lại ngoác nữa thôi. Đấy, và nó sẽ bị lọt bụi vào. Đấy, các bác nào mà đang có ý định rắn da thì có chú ý nhé. Xem hết clip này đến đây thì là tuyệt vời rồi. Ok, cảm ơn các bác, chào các bác nhé.